vừa qua Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 20 kỳ họp chuyên đề. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Hoàng Hải, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Đặng Minh Thông, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng đại diện lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, Ủy ban dân dân tỉnh và 50 đại biểu Hội đồng dân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kỳ họp thứ 20 nhằm thông qua 4 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai và đầu tư công, trong đó bổ sung danh mục dự án có thu đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm 2024. Trong đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua hai nghị quyết liên quan đến điều chỉnh vốn đầu tư công, cụ thể từ nguồn dự phòng chung và cân đối giảm của một số chương trình, đề án khác thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tỉnh bổ sung vốn hơn 2.300 tỷ đồng cho hai dự án, chính trang trục đường Thùy Dân thành phố Vũng Tàu và đường trục chính Vũng Tàu, đoạn từ nút giao đường Giang biển Vũng Tàu Bình Thuận đến nút giao dòng xoay đường 51B, 51C thành phố Vũng Tàu. Năm 2024, tỉnh bổ sung 500 tỷ đồng vốn đầu tư công ngân sách cho dự án chỉnh trang trục đường Thùy Dân và 800 tỷ đồng cho dự án nâng cấp mở rộng đường Hội Bài Phước Tân DT992, đoạn từ quốc lộ 51 đến cầu tốc Biên Hòa Vũng Tàu để các dự án này khởi công trong thời gian sớm nhất đây đều là các dự án có giá trò quan trọng phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Các dự án nâng cấp mở rộng DT992 và đường trục chính Dũng Tàu nhằm phát huy tối đa hiệu quả dự án cao tốc biên hòa Dũng Tàu, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh. Việc chỉnh trang trục đường Thùy Dân, bảy sao thành phố Dũng Tàu, tạo ra không gian tổ chức lễ hội, du lịch và các công trình điểm nhấn của Dũng Tàu công trình công cộng phục vụ khách du lịch và nhân dân địa phương. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngoài cân đối bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua hai nghị quyết để thu hồi bổ sung hơn 71,5 hecta đất và chuyển mục đích sử dụng gần 17,7 hecta đất trồng lúa. Qua đó, bảo đảm điều kiện triển khai gần 30 dự án đầu tư công, phục vụ đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định, bức tranh kinh tế của tỉnh đầu năm có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn cùng kỳ năm 2023 và chưa đạt kế hoạch. Vì vậy, đề nghị các cấp các ngành phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, quyết tâm quyết liệt, kiên trì với mục tiêu xuyên suốt hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Trên cơ sở bám sát quan điểm lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt nguồn, nguồn lực xã hội đầu tư có trọng tâm trọng điểm, các dự án có quy mô tính chất lan tỏa tạo ra những động lực tăng trưởng mới và làm mới những động lực tăng trưởng hiện hữu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dành này, tập trung nguồn vốn đầu tư trung hạn cho phát triển hạ tầng đồng bộ về giao thông vận tải, thì 2026-2030 sẽ này, sử dụng một cách hiệu quả và tập trung hơn để bổ đảm về việc nguồn nước trong trung hạn và dài hạn của Bà Rịa Vũng Tàu. Bởi đây là những yếu tố rất quan trọng và có tính đặc thù đối với Bà Rịa Vũng Tàu vì đặc thù và địa lý của bà rịa vũng tàu chúng ta không sử dụng nguồn nước từ bên ngoài đưa vào do kết cấu địa lý do vậy chúng ta sử dụng nguồn nước bằng việc là từ các hồ đập của chính chúng ta do vậy an ninh nguồn nước là nhiệm vụ quan trọng song song với những nhiệm vụ khác để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đảm bảo về đời sống nhân dân và đảm bảo về cái an ninh nguồn nước của chúng ta. Song song với việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo giải ngân 100% vốn theo kế hoạch năm 2024, tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng người đứng đầu và cấp ủy chính quyền các cấp, các ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư tích cực, chủ động phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình dự án nằm trên địa bàn được giao quản lý phụ trách. Đây là một việc mà phải nói là 4 tháng đầu năm báo cáo với hội đồng nhân dân tỉnh chúng ta thực hiện rất tốt. Nếu nói năm 2023 là năm thí điểm về mô hình tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân và phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền mặt trận tổ quốc đoàn thể trong tuyên truyền vận động và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện theo luật định để đảm bảo cái kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng để khởi công các dự án thì năm 2023 là năm thí điểm nhưng mô hình đó đã được áp dụng và có bài học kinh nghiệm để chúng ta áp dụng 2024. Đến thời điểm này có thể khẳng định rằng mô hình chúng ta đang áp dụng rất hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ giải phóng mặt bằng để phát triển hạ tầng và đồng thời phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi đánh giá rất cao các đồng chí được giao cái nhiệm vụ, đã thực hiện tốt trong nhiệm vụ này. Và hiện nay theo dõi thì tình hình trên các huyện thị chúng ta, cả 8 huyện thị công tác giải phóng mặt bằng, chúng ta đều bám sát theo tiến độ và thời gian cho chúng ta để đảm bảo cho việc như vậy. Đồng thời, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị các ngành các cấp cần khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, trong đó bổ sung lại nguồn dự phòng chung, bảo đảm công tác điều hành chỉ đạo khi có nhiệm vụ phát sinh, trên cơ sở rà soát đánh giá và căn cứ quy hoạch tỉnh cùng các chủ trương định hướng phát triển giai đoạn tới để đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong công tác đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn quyết liệt, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ khác như hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo đúng lộ trình, thực hiện các giải pháp phòng chống vi phạm EU, hoàn thành xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Mỹ và các phường trực thuộc. Thưa quý vị, vừa qua ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì buổi hội nghị việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin về tiến độ đấu thầu thuốc để giải quyết kiến nghị của cử tri phản ánh đến trước kỳ họp thứ 17 diễn ra từ tháng 12 năm 2023. Về tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế tại các bệnh viện và cơ sở y tế công lập khi người dân đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Điều này khiến người bệnh phải mua thuốc tại các nhà thuốc tư nhân. Tình trạng thiếu vaccine ngừa bệnh dạy và vaccine tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Giải trình về vấn đề này, ông Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết. Tình hình cung ứng thuốc trong năm 2023 các gói thầu mua thuốc tập trung chưa đảm bảo tiến độ như dự kiến, nên các cơ sở khám chữa bệnh có phần bị động trong công tác mua sắm, cung ứng thuốc tại đơn vị. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu thuốc cục bộ ở một số đơn vị như Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Dũng Tàu, Trung tâm Y tế Huyền Châu Đức từ tháng 9 và tháng 10 năm 2023. Mặc dù các đơn vị vẫn còn lượng thuốc dự trữ đến quý 3 và quý 4 năm 2023, nhưng thuốc dự trữ chưa đảm bảo đầy đủ danh mục cho nhu cầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh tại đơn vị. Do vậy, các đơn vị đã thực hiện đấu thầu thuốc với nhiều hình thức khác nhau, tổng giá trị hơn 80 tỷ đồng. Từ tháng 11 năm 2023, các bệnh viện và trung tâm y tế đã thực hiện xong việc đấu thầu thuốc, đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. Đối với gói thầu tập trung cấp địa phương trong tháng 12 năm 2023, đã có kết quả lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu, gói biệt dược gốc dị thuốc cổ truyền và thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu. Ngày 15 tháng 1 năm 2024 đã có kết quả gói còn lại. Ngoài ra, thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu là 2 năm, nên sẽ đảm bảo cung ứng thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh đến hết năm 2025. Và cuối tháng 1 năm 2024 thì cái thuốc tập trung cấp địa phương này đủ cung cấp cho 2 năm tức là cho tới tháng 12 năm 2025. Ở ừ. hiện nay thì tình trạng thiếu thuốc thì không còn thiếu thuốc nữa. Vắc-xin tiếp chủng mở rộng thì tới ngày 30 tháng 4 năm 2024 thì Bộ Y tế đã cung cấp đủ 10 loại vắc xin tiêm chủng mở rộng và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã cung cấp cho các trung tâm y tế huyện thị thành phố ừ. và tiến hành chích theo cái kế hoạch và hiện nay đang thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo Sở Y tế tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh rút kinh nghiệm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Về tình hình cung ứng vaccine trong tiêm chủng mở rộng đến cuối tháng 4 năm 2024 vừa qua, Bộ Y tế đã phân bổ đủ 10 loại vaccine tiêm chủng mở rộng. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều đợt phân bổ vaccine trong tiêm chủng mở rộng cho tỉnh. Số vaccine này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp nhận, bảo quản và cấp phát định kỳ hàng tháng theo nhu cầu của Trung tâm Y tế, để phân bổ đủ cho các trạm y tế xã phường thị trấn, tổ chức tiêm chủng định kỳ cho người dân trên địa bàn. Đối với phản ánh việc cử trị sinh sống tại thành phố Bà Rịa, nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là tại Bệnh viện Bà Rịa, nhưng có nhu cầu đi khám tại các trung tâm y tế. Ông Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh giải thích, Trường hợp này, người dân có nhu cầu được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh thì liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội đã cấp thẻ bảo hiểm y tế vào tháng đầu quý của năm để được hướng dẫn thực hiện. Về kiến nghị của cử tri xã Cụ Bị huyện Châu Đức, việc tăng cường danh mục cơ số thuốc về trạm y tế xã Cụ Bị để kịp thời phục vụ cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh. Ông Triệu cho biết, hiện nay danh mục thuốc tại trạm y tế khá phong phú, bảo đảm danh mục thuốc thiết yếu cho nhu cầu khám và điều trị ban đầu cho người dân kể cả cấp cứu việc cung ứng thuốc cho trạm y tế là trách nhiệm của các trung tâm y tế huyện thị xã thành phố. Đến nay, tình trạng thiếu vaccine dùng trong tiêm chủng mở rộng đã được giải quyết. Trả lời nội dung cử tri về việc có tiếp tục triển khai dự án thủy cung Hòn Ngưu thuộc khu vực bãi trước thành phố Vũng Tàu và lộ trình thực hiện, ông Tào Quốc Trung, giám đốc sở xây dựng cho biết. Ngày 10 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi các sở ngành đơn vị liên quan và chấp thuận việc công ty cổ phần cáp treo Dũng Tàu tiếp tục tổ chức thi công hạng mục đề chắn sóng và sang lớp mặt bằng thuộc dự án cùng dịch vụ ga cáp treo thủy cung hòn ngưu theo thiết kế đã được thẩm định và giấy phép xây dựng được cấp đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư phải có thông báo thời gian tiếp tục thi công kèm phương án biện pháp thi công gửi đến các đơn vị liên quan biết theo dõi đồng thời giao các sở kế hoạch và đầu tư sở xây dựng sở giao thông vận tải và sở tài nguyên và môi trường cùng ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu theo dõi kiểm tra việc thi công của chủ đầu tư, bảo đảm đúng quy định pháp luật về xây dựng đầu tư, bảo vệ môi trường, an toàn thi công và các nội dung liên quan theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và giấy phép xây dựng được cấp. Ngoài ra, các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến đời sống kinh tế xã hội như không gia hạn thời gian thực hiện đối với dự án khu C, khu đô thị Chí Linh, lộ trình tiến độ thực hiện dự án đạo giác kênh Bến Đình, thành phố Dũng Tàu, Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn bị quy hoạch treo, dự án lồng đường khu đô thị Mỹ Xuân, công tác kiểm kê bồi thường hỗ trợ tái định cư tại dự án Sunadisi, giá mua nhà ở xã hội quá cao cũng được các sở ban ngành, đại diện lãnh đạo các địa phương có liên quan giải trình, báo cáo cụ thể tại bộ giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, địa phương cần nắm chắc tình hình kiến nghị, phản ánh của cử tri trên địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý tập trung giải quyết những vướng mắt bức xúc của người dân ngay từ cơ sở. So sánh lại với toàn bộ số ý kiến cử tri mà đặt vấn đề với lại chính quyền của chúng ta các cấp ấy, thì rất là lớn, rất là nhiều. Nhưng mà tôi thấy được cái sự nỗ lực của các cấp nhất là cấp xã và cấp huyện trong thời gian qua các đồng chí làm rất tốt cái vai trò tiếp dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của người dân. Rồi các đồng chí nâng cao chất lượng cái tiếp xúc cử tri ở cơ sở giải quyết các kiến nghị cử tri mà thuộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở đó là cấp xã và cấp huyện báo cáo với anh Vinh là tôi theo dõi tình hình ở các huyện thì các ông chí làm rất tốt cái việc này cho nên cái áp lực mà chuyển các cái tồn tại các cái kiến nghị còn lại đưa về tỉnh so với các nhiệm kỳ trước là ít đi rất nhiều cho nên đề nghị các ông chí là tiếp tục phát huy với cái tinh thần làm việc nỗ lực này và tôi cũng mong rằng là trong cái thang bản điểm để đánh giá lại công tác cải cách hành chính và các cái giải quyết thủ tục cho người dân hàng năm á, thì sở nội vụ các đồng chí cũng có thể nghiên cứu thêm để đánh giá cái nội dung này để đánh giá xếp loại cho các huyện để công nhận được các huyện rằng là có sự nỗ lực rất là lớn để chúng ta thấy được cái vai trò trách nhiệm để đại biểu dân cử ở chính quyền ở cơ sở và cũng như trách nhiệm của các lãnh đạo các cơ quan ban ngành ở cấp xã và cấp huyện trong thời gian qua đặc biệt là trong nhiệm kỳ này đối với các kiến nghị phản ánh còn dướng mắt Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị đôn đốc xử lý dứt điểm, tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng hiệu quả, việc giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị, không để tình trạng kéo dài làm cho cử tri phải kiến nghị nhiều lần đến cơ quan chức năng trong nhiều năm cho một kiến nghị. Thưa quý vị, chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.